Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin liệu Mỹ có đề cập đến vấn đề nhân quyền với Việt Nam trong chuyến thăm của Tổng thống Biden hay không. Ngày 9 tháng 9, đài VOA tiếng Việt có bài các dân biểu Mỹ hối thúc Tổng thống Biden nói về nhân quyền khi đến Việt Nam. Theo đó, các nhà lập pháp trong Hạ viện Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Joe Biden sử dụng các cuộc hội đàm của mình với các nhà lãnh đạo Việt Nam để lên tiếng mạnh mẽ về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Hà Nội trong chuyến thăm chính thức bắt đầu vào Chủ nhật 10 tháng 9, trong đó có phần chắc quan hệ của hai nước sẽ được nâng cấp. Theo VOA, chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ chứng kiến mối quan hệ của hai nước được nâng từ mức đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện, một bước nhảy vọt đáng kể, đặt Mỹ lên ngang bằng với các nước mà Việt Nam có quan hệ hữu hảo truyền thống như Trung Quốc và Nga. Hình ảnh bài viết trên VOA. VOA dẫn lời dân biểu Cộng hòa Michelle Steele, đồng chủ tịch một khối các nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ quan tâm đến các vấn đề về Việt Nam, Vietnam Causes, nói rằng bà hiểu Tổng thống Biden đang tìm cách mở rộng giao thương với Việt Nam, cụ thể là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn. Nhưng Mỹ có thể đáp ứng những nhu cầu của mình thông qua các mối quan hệ đối tác và đồng minh vốn có ở châu Á. Nữ dân biểu này cho biết, tôi có hơn 200.000 cử tri người Mỹ gốc Việt sống ở quận Cam, và họ đến đất nước này để được hưởng những quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận, và đó chính xác là điều mà Việt Nam phải làm. Việt Nam có được rất nhiều cơ hội làm ăn không chỉ từ Mỹ hay Hàn Quốc mà còn những nước khác, vì nhiều doanh nghiệp né Trung Quốc và chuyển sang Việt Nam. Việt Nam phải chỉnh đốn lại trước khi Mỹ bắt đầu bất cứ hoạt động kinh doanh nào với Việt Nam, vì họ rất khuất tất và họ đang xâm hại và giam giữ những tù nhân này nhằm đổi chác điều gì đó. VOA dẫn số liệu thống kê của tổ chức nhân quyền The ATA Project tại Mỹ cho biết Việt Nam hiện đang giam cầm 193 nhà hoạt động. VOA dẫn lời dân biểu dân chủ Joe Lofgren, đồng chủ tịch khối Việt Nam Causes và đại diện một địa hạt quốc hội ở miền Trung California, nhận định về chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, thiết lập quan hệ mạnh mẽ hơn với những người cộng sản ở Việt Nam mà không có được những cải thiện về nhân quyền sẽ là một cơ hội to lớn bị bỏ lỡ. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam vốn tồi tệ và giờ đang trở nên tệ hơn, chứ không hề tốt lên. Và chúng tôi đã bày tỏ với Tổng thống những lo ngại của chúng tôi. Hình ảnh, báo chí Mỹ nói Tổng thống Biden sẽ không né vấn đề nhân quyền với Việt Nam. VOA cho biết họ có một bức thư gửi đến Tổng thống Biden vào ngày 8 tháng 9, đồng ký tên bởi 5 nhà lập pháp lưỡng đảng của Hạ viện Hoa Kỳ. Trong đó, họ nêu lên lo ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi mạnh mẽ hối thúc ông tận dụng chuyến thăm này để lên tiếng những vi phạm nhân quyền và ở mức tối thiểu giúp đạt được việc phóng thích các tù nhân lương tâm và có được sự bảo đảm rằng sẽ không có vụ bắt giữ nào nữa cho tới khi mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam được nâng cấp lên đối tác chiến lược. Vẫn theo VOA, nhà chức trách Việt Nam luôn bác bỏ những cáo buộc vi phạm nhân quyền, nói rằng họ chỉ bắt giữ những người vi phạm pháp luật Việt Nam. Các quan chức Mỹ thì nói rằng họ có nêu lên những quan ngại về nhân quyền với phía Việt Nam, nhưng làm điều đó một cách kín đáo và tế nhị. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper, trong một cuộc đàm luận về quan hệ giữa hai nước do một viện nghiên cứu chính sách ở Washington tổ chức vào tháng 3, cho biết Mỹ cố gắng không để cho những cuộc thảo luận về nhân quyền với Việt Nam xuất hiện trên trang nhất. Nữ dân biểu Steele đặt vấn đề tại sao chúng ta phải làm thầm lặng về những vi phạm nhân quyền và đừng nói bằng cách nhỏ nhẹ. Nói năng nhỏ nhẹ chẳng bao giờ có tác dụng với chính phủ này. Chúng ta có thể dùng chuyến thăm này để củng cố quan hệ. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ vững mạnh hơn sẽ là điều tốt khi họ chấm dứt những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, bà Steele nói thêm. Bên cạnh đó, dân biểu Lofgren nói không nên quá chú trọng vào cách thức nêu vấn đề ra sao, mà vấn đề có được giải quyết hay không. Nếu giải quyết được tế nhị mà thành công thì cũng được, và bà thừa nhận là vấn đề chưa thành công. VOA cho biết thêm trong một cuộc họp báo vào cuối tháng 8, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre từ chối cho biết liệu Tổng thống Biden sẽ nêu vấn đề nhân quyền khi ông gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không, nhưng nói rằng ông Biden không bao giờ né tránh vấn đề này với bất cứ nhà lãnh đạo nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin liệu Mỹ có đề cập đến vấn đề nhân quyền với Việt Nam trong chuyến thăm của Tổng thống Biden hay không. Phá rừng để lo cho dân. Theo VN Express, ngày 4 tháng 9, nhà cầm quyền Bình Thuận dự định sẽ xây dựng hồ thủy lợi Capet, diện tích gần 700 hecta, dung tích chứa hơn 51 triệu mét khối nước, tổng vốn hơn 874 tỷ đồng.
khởi công vào năm 2024, hoàn thành năm 2025. Hình ảnh bài viết trên VOA. Mục tiêu xây dựng hồ thủy lợi này là để phát triển kinh tế, cung cấp nước cho nông nghiệp, khu công nghiệp, sinh hoạt, đồng thời cải thiện môi trường khô hạn và điều tiết nước vùng hạ du Hàm Thuận Nam. Thông tin này đã làm cộng đồng phản ứng dữ dội. Để trấn an dư luận, lên án hành động phá rừng này, hôm 7 tháng 9, Bí thư tỉnh Bình Thuận Dương Văn An và Phó Chủ tịch tỉnh này, ông Nguyễn Hồng Hải, đã cùng lãnh đạo các sở ngành có cuộc họp báo trả lời các câu hỏi liên quan. Trong cuộc họp báo, lãnh đạo tỉnh này nói với báo chí rằng làm hồ thủy lợi là để lo cho sinh kế của dân, vì nơi đây quá khô hạn trong khi dân nghèo thiếu nước tưới, đồng thời hứa là sẽ trồng mới gấp 3 lần diện tích rừng bị phá. Theo báo chí trong nước, dự án hồ chứa nước Capet nằm ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, đã được Quốc hội phê chuẩn hồi năm 2014 để cấp nước tưới cho gần 7.800 hectare đất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho 120.000 dân và nước sản xuất cho khu công nghiệp Hàm Kiệm 2. Mạng báo VN Express nói, diện tích rừng sẽ bị phá để lấy đất làm hồ thủy lợi là gần 620 hectare, trong đó có 138 hectare rừng đặc dụng với nhiều loại gỗ quý như lim, sao, bằng lăng hàng trăm năm tuổi với trữ lượng lớn và môi trường sống của nhiều loại động vật hoang dã. Đây là khu rừng đã có từ lâu đời gắn liền với không gian sống của người Rackline hàng trăm năm qua. Cũng theo bài báo này, gỗ thu hoạch được sau khi phá rừng sẽ được bán lấy tiền. Tuy nhiên, sau đó trang mạng này đã sửa đổi hay cắt bỏ một số chi tiết trong bài báo với lý do không chính xác khiến độc giả hiểu lầm. VOA dẫn lời Bí thư Dương Văn An nói tại cuộc họp báo rằng tỉnh của ông là một trong hai tỉnh khô hạn nhất Việt Nam với nhiều vùng đất khô cằn, hoang hóa, sản xuất nông nghiệp chỉ nhờ vào nước mưa. Vùng làm dự án, cuộc sống người dân nghèo khó lắm, thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước trầm trọng, khô hạn, cây trồng thiếu nước. Làm lãnh đạo mà không lo được cho dân thì có lỗi với dân. Ông An trần tình theo như lời tờ Dân Việt dẫn lại. Trách nhiệm của tỉnh là lo nước cho dân. Nhiều nhiệm kỳ qua, Bình Thuận đã tìm mọi cách vừa xin trung ương, vừa dùng nguồn lực địa phương để xây dựng hệ thống hồ chứa nước, kênh mương, thủy lợi trên toàn tỉnh. Ông An được báo Bình Thuận dẫn lời. Hình ảnh khu rừng ở xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam sẽ được chuyển đổi để làm hồ chứa nước Capet cuối tháng 8 năm 2023. Dân Việt dẫn lời ông An nói rằng mất rừng ai cũng tiếc, nhưng xây hồ thủy lợi Capet sẽ được nhiều hơn mất. Bí thư tỉnh Bình Thuận hứa hẹn sẽ trồng thay thế trên 1.800 hectare, tức là gấp 3 lần diện tích rừng bị phá, và việc này sẽ hoàn thành vào năm 2025, cùng thời điểm xây xong hồ thủy lợi, theo báo Bình Thuận. Thông tin Bình Thuận phá rừng để làm hồ thủy lợi đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam dậy sóng với nhiều người phản đối và lên án. Nhiều người đặc biệt chỉ trích việc triệt hạ những cây gỗ quý có giá hàng trăm triệu đồng mỗi cây sẽ được đem bán đấu giá khai thác gỗ. Trên Facebook, VOA dẫn lời nhà thơ Thái Hạo nói về việc này là chữa bệnh bằng cách uống thuốc độc. Không thể hiểu tại sao người ta có thể lạnh lùng đặt bút để ký khai tử nốt những mảnh rừng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại của một quốc gia nhiệt đới, nhưng chỉ có diện tích rừng khoảng 2%, riêng rừng nguyên sinh chỉ còn 0,25%, nhà thơ này viết. Theo lập luận của ông thì rừng chính là nước, không có rừng thì nước cũng hết. Lúc ấy, những hồ thủy lợi chỉ có thể dùng để chứa nước mưa, còn mùa khô thì trơ đáy. Ông giải thích và cho rằng mất rừng sẽ dẫn đến lũ quét, lũ ống, lũ bùn. Trồng cây để đợi thành rừng thì phải mất cả trăm năm, trong khi làm hồ thủy lợi thì có nhiều cách. Còn những mảnh xanh cuối cùng cũng đem phá nốt và lập luận rằng sẽ trồng để thay thế. Đó là nói cùng, nói lấy được, ông chỉ trích. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin phá rừng để lo cho dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.